7 tuổi thì ông thích cờ bạc. Người ta chơi đá banh ngoài đường thì ông chơi đánh bài ngoài đường. Chơi 10 lần thì thắng 8 lần. Cô à, năm ông 18 ở sông Bài Tượng Hải ông đã làm chia bài. 3 năm sau được tăng lên chức quản lý xuất sắc. Ông là một thiên tài cờ bạc. Từ đánh bài bắn nghe xuất sắc có tiếng ở sông Bài. Vào năm 40 tuổi, ông và Tống Cái Bang cùng với nhiều người hợp sức lại để xin được quyền mở sông Bài và mở ra sông Bài liên bang. Dưới sự điều hành của ông, chỉ trong 7 năm đã mở được 6 sông Bài lớn. Sau đó vì giữa ông và Tống Cái Bang đã xảy ra tranh chấp về vấn đề quản lý, ân oán càng ngày càng sâu đậm, cho nên ông đã rút lui, lấy hết cổ phần của mình bán lại cho ông ta. Xin lỗi. Có cần nghĩ tới tiền nữa không? Không. Tôi cần. Lại là 21. Câm rồi hả? Sau đó ông chui vô khắp nơi, đánh gác sòng bài trên thế giới để đánh. Cứ mỗi một sòng bài làm đều thắng một số tiền rất lớn. Tạp chí cờ bạc đã từng chọn ông là một trong 10 người cờ bạc nổi tiếng thế giới. Bây giờ tôi đã biết Tiền Khai đúng là một ông vua cờ bạc. Cho anh đó. Cảm ơn. Nè, nè, sao ông lại như vậy? Tôi phải đến thư viện kiểm tra hết một ngày mới tìm được tư liệu về ông. Đều nói cho ông nghe rồi, ông chẳng có chút phản ứng gì. Ông nói mà không giữ lời, chẳng giữ chữ tín gì hết hả? Cô hãy thầy đọc trước đi đã. Tự nhiên bắt tôi thầy đọc làm gì chứ? Cô muốn theo tôi học, phải tuân thủ theo quy tắc của tôi. Quy tắc gì vậy hả? Nè, tôi chỉ dạy cô nghe xuất sắc thôi. Sau khi học xong á, cô chỉ được tới sòng bài nổi tiếng liên bang của Tống Khải Bang để mà ăn tiền. Còn những sòng bài khác, một bước không được bước vào. Tôi tuyệt đối không đưa tiền cho cô đi đánh đâu. Cho dù cô thua hết tiền thì cũng không liên quan gì tới tôi hết. Nếu như cô vi phạm bất cứ điều nào trong quy tắc, cô sẽ bị tan nhà nát cửa. Cô thề đi. Được. Nếu tôi vi phạm bất cứ điều nào trong quy tắc, tôi sẽ bị tan nhà nát cửa, ok? Cô cũng gan dạ lắm đó ha. Không gan dạ thì sao tao học thầy được chứ. Sư phụ, mời dùng trà. Ừ. Con cũng nhanh nhẹn lắm. Phải rồi, đừng kêu ta là sư phụ nữa, nghe quê lắm. Con ở trong thư viện. Ở trong cuốn sách con có thấy tấm hình thầy chụp với con trai của thầy đó. Đừng có nhắc tới đó, nó chết rồi. Giờ ở trước mặt của tôi, nó mới chuyện vô bổ nữa. Tại sao thầy chẳng có chút tình cảm nào với người ta hết vậy? Anh à, sau này con giới thiệu chồng con cho thầy biết, thầy sẽ thích ảnh cho coi. Ê, những chuyện liên quan tới con đừng có kể cho thầy nghe, ta không muốn nghe đâu. Con người của ta chỉ nhận tiền chứ không có giận người. Ngày xưa con cũng thích tiền giống như thầy vậy. Con cũng chỉ nhận tiền chứ không nhận người. Nè, lấy tiền ra đây. Nhanh lên đi, đưa bao nhiêu cũng được đại khái thôi. Để làm gì? Nè, đây là tờ 1 đô la Mỹ. Con hãy hình dung nó. 1 đô la Mỹ nói ra làm sao? Một đồng. Một đồng. Trên tờ 1 đô Mỹ có kim tự tháp. Trên đỉnh tháp có cái gì? Tháp. Là đôi mắt. Còn ó đó, cái móng ở bên phải, nó bắt mấy cái tên 13 cái đó. Ngay cái tờ tiền nó ra sao mà con cũng không biết. Còn nói là mình thích tiền dữ lắm nữa hả? Con không có tư cách nói bản thân mình thích tiền đâu. Nếu như không phải con rất thích tiền thì mãi mãi con không thắng được số tiền lớn. Đi về phòng, kê gối cho cao, suy nghĩ cho kỹ đi, cái đồ vô dụng.